Nhà Hello, chào mọi người. Chào mọi người có trở lại với cả Yakuri Rapido. Lần trước chúng ta đã tìm được một cái đường bí mật ở trong game. Nó file save này, và nghĩa mình sẽ đi tìm HVN. Nên chứng tỏ cho mọi người thấy là mình không phải là thằng lúc nào cũng sẽ ăn bắt em. Đây, tôi sẽ cho mọi người xem tôi sẽ không bao giờ là người luôn luôn bắt em nữa. Và chúng ta không cần phải giết bất kỳ ai trong đống này cả. Giờ đi tiếp thôi. Nói chuyện với con này một tí. Rồi, để đi tiếp. Ở đây. Nói chuyện với sư tử. Ta đói, ta muốn ăn thịt o màu đỏ. Đợi ở đây đợi tí. Đây đã, tôi sẽ tìm nó. Như tần quý ngày xưa đầu sư tử, đợi một chút. Rồi, đây vào đây. Đây chính là cái đoạn mà chúng ta dừng lại lúc trước, trước khi mình đi tìm cái căn phòng bí mật kia. Cậu có cần sự trợ giúp không? Tớ có thể giúp cậu mở cái cửa này, nhưng tớ khá mệt, có thể mang tớ theo một lúc. Nhưng mà cậu có cái lông giày như vậy, cậu có thể ở trong túi của tớ. Nếu cậu không mang theo tớ thì cậu sẽ không thể đi tiếp được. Ok, được thôi, tớ sẽ mang theo cậu. Nhận được món đồ con mèo đen. Hãy kiểm tra gỗ lửa, chìa khóa trong nó. Chứ sao mình lại quên đó mất nhỉ? What? Cái cửa đã được mở. Mình hơi nghi ngờ mèo đen này nhưng mà thôi. Rồi, chúng ta sẽ có một đồng thứ ở đây. Và con mèo đen. Gần như quên mất rồi. Mình đi, tới đây tự giới thiệu bản thân. Đây tới là mèo đen. Một con mèo hoang sống xung quanh. Đây tới là Nyarutoru. Có thể gọi tới là Toru. Nyarutoru. Đúng là một cái tên dễ thương. Cảm ơn cậu. Nó rất là nhiều loại hoa quả, đúng không? Rất nhiều hoa quả, rau củ. Đống hoa quả. Ta sẽ lấy được. Rất là nhiều loại gia vị để mình xem nào. Mình tìm chúng rồi. Đây là gia vị. Một cái tờ giấy và hướng dẫn nấu ăn. Để xem cách nấu thịt om nào. Thịt om đỏ. Nguyên liệu là rồi thịt lợn. Cục thịt lợn này. Nước, dầu, muối, đường. Dầu gì soi gì đó. Gừng, scallion không biết. Sanin không biết. Nói chung là có mấy nguyên liệu không rõ. Hãy chặt miếng thịt thành từng mảnh. Rồi cái này chắc là tự biết thế mà. Có gừng và gì đó được cắt ở trên bàn. Hãy cắt chúng thành từng mảnh trước khi mà dán. Được rồi. Một đống thịt lợn. Ok. Được rồi, tất cả mọi người liệu đầy đủ. Không phải chúng ta sẽ cần lá của bay. Chúng ta mới trên cả lá của nó. Cậu sẽ không cần phải đi theo cái công thức một cách chính xác như vậy. Nhìn về cái kia kìa, lửa được bật lên rồi. Ở đây á, nó luôn luôn bật rồi mà. Lửa đang cháy. Ui, auto save á, từ từ. Tớ phải làm bữa ăn cho quý hai sư tử. Đúng vậy, tớ nghĩ thế. Bởi vì ông ấy đã chặn đi con đường rồi. Tớ thực sự nhớ Cody. Cậu ấy, em ấy nấu ăn tốt hơn tớ rất nhiều. Đừng lo lắng, hãy để tớ dạy cậu. Nhưng cậu là một con mèo. Nó không quan trọng. Kiểu một con chuột cũng chỉ có thể trở thành một đầu bếp. Even biết được câu này không? Cái Ratatouille. Con chuột làm đầu bếp ý. Phim nổi tiếng ấy, hoạt hình nổi tiếng ấy. Kể cả một con chuột có thể trở thành đầu bếp. Cái này dùng đúng lúc này. Thôi nào, đầu tiên hãy để dầu vào trước. Dầu. Cory cũng đừng để dầu vào trước khi mà em ấy nấu. Nhưng mà tớ muốn bỏ thịt vào trước cơ. Tớ làm theo tớ nói. Rồi, ta sẽ bỏ dầu vào trước. Dầu ô liu. Rồi, bây giờ để thịt vào. Hất. Ôi, nhìn cái animation dễ thương quá. Và cuối cùng, hãy để mỗi loại gia vị vào. Đầu tiên là muối. Ok, sau đó là sốt. Sau đó là đường. Không, hình như nãy ở con kia nó có bảo nó không thích ăn đường nên chúng ta sẽ bỏ đường. Rồi phải cho hành vào. Và cuối cùng là cái này à? Vẫn chưa phải cuối cùng à? Vẫn còn gia vị nữa. Rồi
Coi như hoàn thành rồi. Bây giờ chỉ hết thời gian à. Căn phòng nó đầy mùi của thịt rán. Nhận được thịt om. Tại sao thịt rán lại thành thịt om này? Hay mình dịch sai? Những ngày cái ngày mè đen. Tại sao cậu lại ngồi bên cạnh cái lửa vậy? Tôi cảm thấy hơi lạnh. Cậu có thể đưa thịt cho cái ngày đầu sư tử trước. Nhưng mà cậu đang ở đây gần 1 tiếng rồi. Tớ muốn ở đây. Ok. Mình đưa thịt cho thằng này trước. Ta đói, ta muốn ăn. Ra có cái thịt của ngài đây. Ok, có vẻ nó không ăn mình được. Thật ư? Mình tưởng mình đã làm nó hỏng rồi. Thì nó ghi ở đây là ông ấy không ấy thích đồ ngọt thì mình không cho đường vào. Mẹ là sẽ ổn rồi. Ơ Cory, Cory, Cory Chan. Từ từ, mình về mình check con mèo đen đó. Cả bốn ô khóa đã bị khóa lại. Mèo đen mất rồi. Ngài mèo đen. Đấy, tự dưng nó cứ biến mất thế này. Game này nó đúng kiểu treo trình tự ấy. Rất là thú vị. Em đã đi đâu vậy Cory? Chị tưởng em đã lạc rồi. Đấy á, các bạn có nhớ lúc trước mà xem mấy cái tập tranh kia ấy, con Cory nó mắt màu xanh ấy, bây giờ con Cory mắt màu đỏ không? Bây giờ để ý mắt con này xem, mắt con Cory là mắt con Cory màu xanh. Tức là đang có gì không đúng rồi đấy. Đang có gì không đúng thật rồi đấy. Bạn thấy 5 cái quyển tranh lúc trước không? Con Cory màu xanh là con mang cái con thỏ ra khỏi ngôi nhà. Có lẽ chính là con này lại chính là đứa mang cái con thỏ ra khỏi ngôi nhà đấy. Tức là đang có gì không ổn xảy ra này, nó muốn con bé này nhớ lại, nó muốn con chị nó nhớ lại cái gì nhỉ? Mình không rõ lắm. Cái cửa đã biến mất sau khi mà em đi vào cái phòng tắm. Em đã dành một khoảng thời gian dài để tìm lối ra. Về chị thì sao? Chị đã bị lạc mà khi không có em à? Tất nhiên là không rồi. Thật là tự hào với chị đó. Em đã tìm thấy thứ gì kỳ lạ trong tòa nhà này không? Thứ gì kỳ lạ? Ý chị là sao? Đáp, em tìm thấy một con thỏ búp bê hay bất kỳ manh mối gì không? Búp bê thỏ hay gì không? Không, em không thấy. Rồi, em lại xếp ở đây. Mình không check được cái đống này. Những cái cuốn sách bận rộn, ngôn ngữ loài hoa. Cái dây quá cũ để đọc. Chỉ giống là hơi thở của bé bé, hoa hướng dương, hoa hồng. Tờ giấy rất là khó đọc mà mình không đọc nữa. Em có thấy một con mèo đen ở gần đây không? Ý chị là có những người, có những thứ khác ở bên cạnh ngoài chúng ta ra ư? Tất nhiên rồi, có rất là nhiều sinh vật sống ở trong tòa nhà này. Em chưa bao giờ thấy một con mèo ở đây, đen ở đây cả. Phòng bên này là gì đấy? Cái tường đá này tầm mình cảm thấy không thoải mái. Nó có một cái lỗ tròn ở trên đấy. Mình nghĩ mình phải tìm thứ gì đó để đưa vào nó. Cái cửa đã bị khóa. Phải lên trên. Ôi, cái gì đấy? Thế sao lại? Ok. Một cái bệ đá mà đó cái ba lỗ tròn được khác ở trên nó. Tức là phải tìm cái gì đó khác đưa vào đấy rồi. Nói trước à? Gì đây? Ánh sáng. Tôi cần ánh sáng. Ánh sáng. Những cái đồ dụng bình thường. Ánh sáng. Đấy chưa làm gì được đâu. Cửa đây sao? Cái cửa đã bị khóa. Đèn. Những cái tủ để mình kiểm tra nào. Nhận được gương cầm tay. Một tủ không có gì hữu dụng cả. Ok. Cái gì đấy? À, lại là một cái trò này. Là một cái cửa. Có hoa ở đây. Ok. Hoa đỏ. Hoa hướng dương. À, tức là mỗi loài hoa là tương đương với cả một cái cửa khác nhau. Rồi, mình hiểu rồi. Chứ không phải là cứ ngồi spa một cửa là đúng. Đi từ cửa giữa em đó. Hoa hướng dương là cửa màu đỏ. Ok, đã hiểu. Tức là cái hoa xanh là cái kia, hoa đỏ là cái tím. Đấy, khá là dễ hiểu. Rồi, đã hoàn thành. Nhận được cái gì? Quà mình đâu? Nhận được một cái đá, một cái viên pha lê màu da trời. Nếu kiểu là mình có lấy được cái gì khác không? Chỗ có thể bất kỳ đâu ở trong tòa nhà này.
Ta sẽ... Mình lên sếp không nhỉ? Ừ mình lên sếp rồi đó. Nhìn phòng này gì sợ quá. Ôi không có sếp ở trên tầng nên mỗi lần mình làm xong cái gì mình lại phải chạy xuống dưới. Nó khá là phiền chút nhưng đâu sao. Sẽ xếp cái sếp này đây. Cái viết tự cái bệ khắc đà nó để làm gì vậy? Chị có thể tìm một cái chìa khóa để cho nó vừa. Con người nào lại để những cái thứ dây rằng cái thứ cỗ máy như thế ở trong nhà của họ chứ. Mình có cái pha lê màu kia mình để ở đây rồi. Có vẻ như là sẽ có thể cho được vào trong cái bên này không à? Hai cái trên này. Nghĩa trên này có 3 phòng thì nó tương đương với cả 3 cái. Cái này thì vừa này. Ok. Game này không được chạy. Từ từ, mình... Từ từ nhá. À rồi 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 hiểu rồi. Mình hiểu mình phải làm gì rồi. Nó sẽ phải làm cái trò này. Nếu mà muốn đây đúng không? Rồi chúng ta sẽ không à cái này nặng quá nên không không thể thế được rồi. Rồi hiểu. Cái này được đấy, nó thiết kế là mình phải có 2 cái hộp chứ không phải 1 cái hộp như là những cái game khác. Rồi ta sẽ để cái này lên đây luôn và khi mà chúng ta đẩy cái này xuống thì nó sẽ được đẩy lên cái kia và cái hộp này là cũng đủ để mình có thể đưa nó vào cái kia rồi. Không phải quá khó, khá là dễ. Đây là một cái viên pha lê màu đỏ. Rồi cái tiếng gì mình nghe tiếng à, tiếng mở cửa nghe tiếng máu nhỉ. Sự... Ok mình nên xếp. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại đây. Ok, chúng ta quay trở lại. Và mình nghĩ là phòng này sẽ là để gương mà thôi. Không có gì đặc biệt cả. Nó phản chiếu lên, ánh sáng. Đây là ánh sáng. Có thứ gì đó vứt ra khỏi cái hố. Nhận được một viên một đá pha lê một tím. Ok. Chúng ta cho viên đá pha lê một tím vào đây. Bùm. Cái cửa đã được mở khóa. Cory. Cory. Cái gì? Cái cửa nó tự mở rồi này. Em ơi. Em ơi. Ơ bên mình điều khiển Cory á. À, đổi nhân vật bằng chìa khóa quy. Cái này mới. Câu hỏi chấm và chấm. Đây là một cái chấm chấm của tôi. Kẻ trộm sẽ không bao giờ có một cái kết tốt đâu. Tức là đây là cái gì? Một con dao bạc. Chìa khóa hành lang. Viên pha lê đen. Tức là mình sẽ để cái viên pha lê đen vào đây đúng không? Sao con bé này có viên pha lê đen ngay từ đầu nó không mở nhỉ? Nó có điều không đúng nhá. Cửa đã được mở khóa. Những con chuột hoang thường rất thích sống ở trong những nơi bẩn thỉu, tăm tối và mù mịt. Chúng có một số lượng lớn về germ mình không rõ lắm. À, đây là những cái dịch bệnh đấy. Rồi, con chuột nó mang một đống dịch bệnh. Đây là lý do phải giết những cái loài động vật đấy. Thế tức là mèo mới là loài đi giết bọn động vật đúng không? Thế tại sao nó lại
kéo ra để mở đường lên trên kìa. Nó một cái nốt, có một cái tờ giấy viết được ẩn giấu trong các cuốn sách. 19 tháng 6, hôm nay là một ngày đẹp trời. Mình hy vọng là người thợ may duy nhất đó, cái thợ cái sau đó vẫn cái cửa hàng thợ may duy nhất ở trong thị trấn vẫn còn mở cách bình thường, để họ có thể khâu lại mắt cho những con búp bê thỏ của chúng ta. Yuri đã làm chúng cho chúng ta, vì thế mình cũng phải làm gì đó nữa. Nó nhìn rất là tồi tệ ở trên đường phố, nhưng mà thợ may vẫn nói ông ấy vẫn có thể nhận yêu cầu của mình. Sau khi hoàn thành cái này, họ sẽ di chuyển tới một thị trấn khác. Ngày 20 tháng 6, hôm nay quả là ngày dài. Mình luôn luôn nói với cả con bé là đừng ra khỏi nhà. Từng nào mình vẫn còn nhớ được cái hình ảnh ở trên cái phố, và cái thứ bé nhỏ của mình mới có thể tưởng tượng rằng con bé sẽ phải chịu đựng gì ở bên ngoài. Mình không nên mạo hiểm đi vào thị trấn, nhưng mà chỉ vì những con búp bê thỏ đó thôi, mình cần phải đi. 21 tháng 6, cảm ơn Chúa, những con bê thỏ đã nhận được những đôi mắt đáng yêu của nó. Mà chấm chấm. Ồ, đã 8 giờ tối rồi, em định đâu vậy? Con bé nhỏ của chị. Từ giờ em kết thúc ở đây. Tức là con mèo trắng kia ấy, nó đi ra ngoài đúng không? Có sếp ở đó. Đã bị chặn lại bởi một cái tường vô hình. What? Có lẽ đổi nhân vật thôi. Rồi, chúng ta lại cho Cory. Cory! À, trên này rồi. Cory! Cory, đến đây, nhanh lên nào. Sao cái cửa lại tự đóng lại một lần nữa nhỉ? Mình lạc mất Cory lần nữa rồi. Tức là mình hiểu rồi. Đây đây, tức là hai cái đường của hai con này đi với nhau nó sẽ bị chặn lại bởi nhau ấy, khá là dễ hiểu rồi. Đây mình sẽ đẩy này. Rồi mình đã mở đường cho con bé này, tương tự với con bé luôn, nhưng mình không biết là hai phòng này khác gì nhau không. Đọc nó. Cái này giống nhau rồi này. Mình muốn check tất cả mọi thứ với cả con này, xong rồi check tất cả mọi thứ với cả con. Cái gì đây? Sao con này lại khác được với con kia? Giai điệu tuyệt vời và thoải mái. Em vẫn luôn tập cái giai điệu này cho cả nguyên một ngày khi mà chị không ở đây. Chị xin lỗi vì đã làm em cảm thấy nhàm chán. Không, không một chút nào chị. Em đã có kế hoạch chơi cái này cho chị mỗi ngày, chừng nào chị vẫn còn thích nó. Ồ, cảm ơn em, Yuri. Con chị nó nhìn giống con Naruto nhỉ? Bên cạnh đó thì chị đã khâu được mắt cho đôi thỏ rồi, cho con thỏ rồi. Cả hai bọn chúng ư? Đúng vậy, cả hai bọn chúng đều đã xong. Đợi đã. Những con búp bê đâu rồi? Chúng nên ở trong túi của mình chứ? Ôi không, chị nghĩ rằng chị đã để nó ở đâu rồi? Thật ư? Làm nào chị có thể làm được một cái sai lầm ngu ngốc như vậy? Bé mèo, này đợi đã. Đã 8 giờ tối rồi, em đang đi đâu vậy bé mèo bé nhỏ? Ôi, gì ấy? Chị lại đi ra ngoài ư? Đợi đã, làm ơn hãy đợi em. Tựa con bé này nó ghen tị với con mèo. Ai là cô gái đó vậy? Tại sao cô ấy luôn xuất hiện ở trong tâm trí của mình? Mình đã từng gặp cô ấy rất nhiều trong giấc mơ, nhưng lần này mình không ngủ. Mỗi lần mình mơ thấy cô ấy, mình cảm thấy ấm áp nhưng lại cô đơn. Cô ấy là ai? Tại sao cô ấy lại chọn mình? Nghĩa là sao? Chiêm bao á, trong cái mộng. Có phải quá có sếp ở bên kia. Cửa đã bị khóa. Cái đồng con lắc với cả sức mạnh mình được cường hóa rồi. Cửa này nó có đi qua nữa không? Không. Cửa này nó bị khóa. Hai phòng song song ở hai thế giới. Một cuốn sách. Cái sàn nhà phía dưới cái tủ này nhìn nó phải kỳ lạ, kiểm tra. Có vẻ chỉ có mảnh của cái tờ sàn nhà là trống. Nghĩa là sao? Có vẻ như có thứ gì đó sau cái tủ sách này. Có gì cuốn sách ở trong tủ sách? Có tủ sách ở trong tủ sách.
của cái nhà trồng. Kéo tượng xuống. Đúng rồi, kéo tượng xuống rồi để xuống cái chỗ kia, nó là hợp lý. Mình kéo được một con này khỏe nhỉ, nó kéo hẳn xuống nhà mà không bị cái này đổ vào người. Mình có tới đổ vào người nó giết mình không? Xếp trước khi mình kiểm tra cái gì. Mình cứ tưởng nó mở cửa thì nó mở ở chỗ kia, mình phải đến kiểm tra rồi. Nhưng mà tính ra không đọc hội thoại nó không dài lắm, nhưng hội thoại nó cũng hơi nhiều. Đây này, một cái gương. Bạn không thể nhìn thấy bản thân mình xuyên qua cái gương này. Mình cảm thấy nóng. Có chuyện quái gì với cả cái gương này vậy? Thật là mừng khi gặp lại em một lần nữa, con bé con của chị. Cô là con gái trong giấc mơ của tôi. Đúng vậy, đó là chị. Trước khi mà em dừng con bé lại, thì chị sẽ luôn luôn ở bên cạnh em ở trong giấc mơ của em. Cô ạ, con bé. Ai là con bé? Ai là cô ấy cơ? Con bé đó, người con gái mà đã mất đi đấy. Có một bé thỏ cô ấy. Cô nói về cái gì vậy? Cô thật là kỳ lạ. Cô Ri là người chị em duy nhất của tôi, người em duy nhất của tôi. Và đừng nói những cái thứ xấu về em ấy. Em có thể không hiểu bây giờ bé con ạ, nhưng mà đừng lo lắng. Hãy hỏi cô Ri cho sự hỏi cô Ri, nhờ cô Ri cho sự trợ giúp cũng không phải là một lựa chọn tồi. Cô đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu. Tôi có tên của tôi. Tôi không thích những cái tên khác. Và tôi cũng không bé. Thật ư? Em đã từng rất là thích cái tên này khi mà em nằm ở trong tay của chị. Cái gì? Tôi không nhớ điều đó. Thật là kỳ lạ khi nói chuyện với cô. Cô không biết gì cả. Không thứ gì về tôi cả. Tôi đã rất là tức giận rồi. Cô phải nói cho tôi là... Tôi phải nói cho tôi chỗ của con búp bê thỏ của cô Ri. Con búp bê thỏ đã được quay trở về với chính chủ nhân của nó. Ố, nếu vậy, tất cả đã kết thúc rồi. Cô Ri, em đã ở đâu vậy? Đợi đã. Uầy, cái gì đây? Một đống mèo, sắc mèo trắng. Đây là nơi nào vậy? Tránh sang bên. Em biết mà, chị vẫn còn sống. Chị cả. Chị xin lỗi. Ủa, nó cuối cùng lại kết thúc như thế này. Không chị. Chị lại đang làm. Uầy, mình. Từ từ mình dính được cái gì này. Đừng đi. Mình không kịp đọc hội thoại cơ. Mình đang mải để ý xung quanh. Ba đen một. Giả tạo. Oh. Đây là ba đen à? Oh. Tôi vừa ngu lì nè. Fucker. Tôi tìm thấy căn phòng bí mật. Tôi vào, tôi soi gương và bùm, tôi ăn bát đen. Nó không phải cách cái game này nó hoạt động, lại chúa tôi. Và con Cory này đúng là Cory giả thật. Oh god. Và con này cũng là con giả luôn. Con Charuto cũng là con giả luôn. Một đống giả trong thế giới này. Tôi bị lừa. Ôi, được 2 CG rồi này. Một CG con này chết đẫm máu. Cái mèo dễ thương của tôi. Còn đây là cái gương bình thường. Có lẽ mình sẽ kết thúc tập này ở đây thôi. Mình không hiểu cho lắm cái gì vừa xảy ra, cái quái gì vừa xảy ra vậy. What the hell? Hẹn gặp lại các bạn ở một tập khác của Yakuri Rabbido. Bye bye.